những anh chị còn lại đó chị ăn phở phải không ạ? Hay là ăn bánh mì lẻ lẻ đang được cho họ quá? Wow, ngon bánh mì luôn kìa, một chào tay cho tất cả chúng ta đi các chị. Và có phải là ngày hôm nay thường một câu nói mà rất là dễ thương đó là gì? Căng cơ bụng thì nó trùng cơ mắt đúng không ạ? Nhưng mà các chị ơi, có phải là sáng nay chúng ta đã được nghe và được thấy đó là gì? Sức khỏe của chúng ta là số mấy hả? Cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ có rất nhiều những giấc mơ. Nhưng khi chúng ta không còn sức khỏe thì giấc mơ duy nhất đó chính là sức khỏe đúng không ạ? Và chúng ta thấy được đó là gì? Thông qua thầy của Bích thì chúng ta thấy được đó là tầm quan trọng của sức khỏe đối với tất cả chúng ta như thế nào đúng không ạ? Sáng nay chúng ta đã thấy được đó là sự khác biệt giữa thức ăn và thuốc, thông qua đó là bác sĩ Tấn, một người bác sĩ rất là trẻ, rất là đẹp trai nhưng lại rất là dụng tâm và rất là chuyên môn đúng không ạ? Giúp cho chúng ta thấy được đó là tầm quan trọng của thức ăn đối với cơ thể của mình như thế nào. Quan trọng nữa đó là cái khung xương của mình đúng không anh chị? Chị kinh khủng gì xảy ra nếu chúng ta không có xương gì? Có hình dung ra chưa ạ? Có khung xương thì rất là kinh khủng đúng không ạ? Nên là cái vấn đề xương khớp, cái vấn đề thoái hóa của chúng ta, cái khung xương của chúng ta là cực kỳ quan trọng đối với cơ thể đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị ơi, chiều nay còn quan trọng hơn nữa nè. Có phải là mỗi ngày có khi nào chúng ta đã nhịn đói không ăn sáng không ạ? Có khi nào các anh chị đi làm mà chúng ta quên ăn trưa không ạ? Có khi nào chúng ta đi làm về bắt đầu là chúng ta nói là thôi tối rồi làm miếng ăn quá đi ngủ luôn không ạ? Chúng ta có thể nhịn một hoặc hai bữa ăn đúng không ạ? Nhưng có ai trong chúng ta đã từng nhịn thở 5 phút chưa ạ? Dạ, theo nghiên cứu thì nhịn thở 3 phút là đủ lên bàn thờ rồi. Nên là cái việc thở chúng ta có quan trọng không các anh chị? Không khí đối với chúng ta rất là quan trọng đúng không ạ? Các chị sáng nay có nghe một câu của chuyên viên dinh dưỡng Khang có chia sẻ đó là con người ta khô một thứ rất là quan trọng đó là khô máu. Chị, nếu mà con người ta không có máu thì chuyện gì xảy ra? Nhìn cái mặt đó là tái mét đúng không? Xanh lè đúng không ạ? Còn giới sinh viên thì khô máu thì sao ạ? Là đói đó. Và chiều nay chúng ta sẽ được là nghe về cái tầm quan trọng của việc hít thở không khí của cái lá phổi của chúng ta nó quan trọng như thế nào. Chúng ta sẽ được nghe về đó là gì, dòng máu chảy trong cơ thể của chúng ta nó quan trọng như thế nào. Và quan trọng hơn hết đó là căn bệnh mà thầy biết đó là gì, tự miệng không lây. Một căn bệnh là gì, không hết. Bác ca là sáng nay thầy biết đó đúng không ạ? Không lây, không chết, nhưng mà không hết đâu anh. Nên là các chị ơi, và đặc biệt hơn nữa là sau chương trình thì chúng ta được quyền hỏi đáp với các chuyên viên dinh dưỡng ở đây luôn đó các anh chị. Một chào bắt tay cho câu được hỏi đáp đi các anh chị. Nên là các chị ơi, chúng ta sẽ có là gì, dùng tinh thần hưng phấn nhất, phấn chấn nhất để chúng ta học chiều nay được không anh? Vậy thì muốn tinh thần hưng phấn thì máu huyết phải lưu thông được không các anh chị? Các chị chúng ta phối hợp với Bích một trò chơi vận động nho nhỏ được không? Các chị chúng ta cùng nhau đứng lên nha. Thể dục thì thể dục mà Bích sợ là gì, chúng ta mệt chúng ta sẽ gọi là gì, không có tinh thần để học các anh chị. Làm sao để cho máu huyết chúng ta lưu thông thì mọi cơ trong cơ thể chúng ta sẽ được giãn. Nên là các anh chị chúng ta hãy đan hai cái tay vào nhau đi các anh chị. Đây phải của anh chị á. Rồi, cắt hết chưa? Rồi, giữ nguyên nè. Nghiêng sang trái. Rồi, nghiêng cái đằng trước. Rồi, nghiêng cái đằng sau. Nữa, nghiêng nữa đi, nữa. Chưa có té. Rồi, một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta đi các chị. Tỉnh chưa hả? Rồi, tỉnh thì chúng ta chúng ta sẽ thì trước khi bắt đầu chương trình các anh chị, mẹ cũng là y tá, ba cũng là
dược sĩ. Rất là nhiều người trong gia đình đã hiểu về kiến thức về y học rất là nhiều luôn các anh chị. Tuy nhiên á, là khi mà có vấn đề sức khỏe thì ba lại không kêu cứu, mà ba dặn đó là gì, ngày hôm nay con đi kiếm cho ba một cái loại dinh dưỡng gì mà nó nhiều vitamin khoáng chất để ba có thể phục hồi sức khỏe của mình, để có thể khỏe hơn. Tại vì trước đây á, là ba dùng cái dinh dưỡng của nước ngoài từ Úc gửi về, nhưng mà lâu qua đợi anh trai kêu gửi về thì lâu quá nên là đi tìm mua cái gì. Và một cái gì đó là gì, có may mắn là có một người bạn của Bích đã cho Bích một cái catalog giới thiệu những sản phẩm quen quen, và Bích đã tự tìm hiểu về những sản phẩm này và tự đến siêu thị mua. Chỉ có quan trọng nhất một điều đó là không có mã số, không được mua thôi, đúng không ạ? Ở đây có ai không có mã số mà được mua sản phẩm quen quen không ạ? Và Bích đã tìm đến người bạn của mình, nhờ người bạn mua giùm. Và rất là cảm ơn người lãnh đạo, người ân nhân trong suốt cuộc đời của Bích luôn các anh chị. Lãnh đạo đó không chỉ đi cầm đi mua giùm mình một sản phẩm, mà còn cho mình biết đó là gì, đằng sau những sản phẩm tuyệt vời như thế này, đằng sau những cái là gì, chai kem đánh răng, những hũ dinh dưỡng như thế này phục hồi sức khỏe của mình, thì đó là cả một cái cơ hội để thay đổi vận mệnh, thay đổi cuộc đời của mình các anh chị. Mở bàn tay của các anh chị cảm ơn người quý nhân trong cuộc đời của anh chị, của em, đó là lãnh đạo Lâm Thị Kiều Loan. Và ngày nay là gì, thông qua được cái chồng dinh dưỡng và những kiến thức trong sức khỏe trong những cái lớp như thế này. Ngày xưa cách đây 4 năm khi mình đến với Amway thì lớp học Amway, lớp học sức khỏe không đông được như thế này đâu các anh chị. Một lớp sức khỏe bao gồm tổng hết trơn luôn tất cả những người tham dự và người chia sẻ, các anh chị biết khoảng bao nhiêu người không ạ? Chưa được 20 người các anh chị, chưa được 20 người trong lớp học sức khỏe. Nhưng thời điểm đó chính vì chưa được 20 người, thầy Trí lại chia sẻ rất là dụng tâm, rất là kỹ để làm sao mình hiểu được đó là cơ thể của mình nó đang hoạt động như thế nào. Và cũng giống như bác sĩ Tấn chia sẻ, đó là ba của Bích, đó là khi mình đến những cái lớp học sức khỏe thì đứng lên học sau học các anh chị, và nói một câu đó là gì, đây là những kiến thức mà mấy chục năm nay ba chưa từng được học lại cái giảng đường đại học của mình các anh chị. Hạnh phúc không ạ? Thông qua những cái chồng dinh dưỡng, những cái lớp sức khỏe thì ba của Bích sau 15 năm bị mắc bệnh, bị liên tục hàng tháng là phải đến bệnh viện để lấy thuốc huyết áp, và tháng nào cũng phải đi lấy thuốc huyết áp. Nhưng thông qua Nutrilite và cách đây đó là gì, 2 năm, thì ba đã nói cho Bích một câu đó là gì, lâu lắm rồi, mùa dịch đúng không ạ? Mùa dịch là ba không đến bệnh viện một ngày nào, và tính từ hồi điểm đó tới hiện tại ba Bích không cần dùng thuốc huyết áp nữa các anh chị. Hạnh phúc không ạ? Ba mình cải thiện sức khỏe, mẹ mình cũng cải thiện sức khỏe, bản thân Bích cũng là người thông qua Nutrilite thì cải thiện được thoái hóa đốt sống cổ của mình luôn, cải thiện được bệnh đường ruột của mình luôn, và cải thiện luôn amidan của mình luôn. Ngày hôm nay là còn rất là trẻ đúng không ạ, nhưng mà quá trời bệnh luôn các anh chị, thành ra là bệnh không để tuổi, giống như là sáng nay bác sĩ có chia sẻ đúng không ạ? Và rất là cảm ơn những lớp học như ngày hôm nay để chúng cho Bích có được những cái kiến thức, sự hiểu biết chính cơ thể của mình, để là giúp cho bản thân và gia đình của mình. Một lần nữa cảm ơn luôn trên đây rất là nhiều ạ. Các chị ơi, buổi chiều ngày hôm nay có phải là chúng ta đã được nghe rất là nhiều kiến thức về của các chuyên viên dinh dưỡng sức khỏe chia sẻ, và chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có những chuyên viên dinh dưỡng sẽ đến đây và lên sân khấu này sẽ chia sẻ cho chúng ta những kiến thức mà lúc nãy Bích có chia sẻ đúng không ạ? Lá phổi của chúng ta quan trọng như thế nào, dòng máu đang chảy trong cơ thể chúng ta quan trọng như thế nào, những căn bệnh tự miễn không lây quan trọng như thế nào, thì thông qua các chuyên viên dinh dưỡng đã có mặt trong chiều hôm nay, các anh chị chúng ta Bích xin giới thiệu các chuyên viên dinh dưỡng đã đến trong chiều hôm nay để chia sẻ cho chúng ta những kiến thức sức khỏe không ạ? Một tràng pháo tay cho chuyên viên dinh dưỡng Lê Hoàng Cưng ạ. Chuyên viên dinh dưỡng Chu Minh Trang ạ. Và chị chủ nhiệm, người là không thể thiếu là chị, người đã chính giờ người này đã có được cái buổi ngày hôm nay cho chúng ta, đó là chủ nhiệm anh Nguyễn Kim Châu ạ. Bỏ đến chi ạ? Và buổi ngày hôm nay không thể diễn ra được
sự. Thì bắt đầu Diêm Vương hỏi cái người đầu tiên: trên trần thế á, anh làm gì mà xuống đây nói tôi nghe. Thì cái người đầu tiên mới nói: dạ thưa Diêm Vương, trên trần á, con á là toàn là đi làm việc thiện thôi. Con đi thuyết pháp, con đi truyền dạy những cái điều tốt đẹp để cho con người sống, để lại phúc đức, để làm sao cho bản thân hướng thiện và mang lại điều tốt đẹp cho gia đình. Nhưng mà Diêm Vương không có đơn thuần là nghe một phía, mà bắt đầu ông bấm tay để coi như thế nào. Và sau khi bấm xong một hồi thì bắt đầu mới sai con linh quân đâu đưa cái người này xuống cái tầng thứ 18. Hoàng đúng không? Và cái người này cảm giác nó không có chịu, và cảm giác rất là tức. Tại sao mà ngày hôm nay con làm việc phước, việc đức không mà lại cho con xuống tầng thứ 18? Diêm Vương nói: muốn biết, ngồi đó chuẩn bị. Và bắt đầu kêu người thứ hai cũng hỏi y chang vậy. Và người thứ hai nói: ở trần á, con là một người tài xế Diêm Vương, con đưa rất nhiều người đi đến nơi, về đến chốn an toàn. Thì lúc này Diêm Vương cũng bắt đầu mới bấm tay. Và sau một hồi bấm thì Diêm Vương mới kêu quân lính đưa người này lên thiên đàng. Và khi cái người này được lên thiên đàng thì rất vui, nhưng mà cái người đầu tiên họ không vui. Tại ông thấy tại sao cái người này là một người tài xế bình thường mà được lên thiên đàng trong khi mình làm việc tốt mà mình lại phải xuống địa ngục. Và ông nói Diêm Vương không công bằng. Và lúc này Diêm Vương mới giải thích cho ông biết: ngươi biết cái người đó là tài xế, nhưng mà tài xế kiểu gì không? Ông ta là một quái xế. Quái xế là sao? Chạy mỗi lần mà bất kỳ một người nào lên xe ông ta là ông ta đều chạy ngạn lách, đánh dẫn, thậm chí xuống dốc không cần thắng. Và mặc nhiên vô tình bất kỳ một người nào bước lên xe của ông ta, dù là cái người đó bên ngoài có ác độc tới đâu, cũng đưa tay lên trước ngực và niệm Phật Nam Mô. Và hứa với bề trên, hứa với lòng rằng sau cái chuyến xe này về phải sống tích phước tích đức để lại cho con cháu. Mặc nhiên vô tình ông ta tạo rất nhiều phước đức thì xứng đáng được lên thiên đàng. Vậy thì cái người này mới hỏi: ủa vậy trong cuộc đời con đó cũng luôn tạo phúc mà, con cũng luôn tạo đức mà, tại sao ngày hôm nay con được lên thiên đàng mà con phải xuống địa ngục? Ta nói cho người nghe, trong những cái buổi đồng nghĩa là ngươi chia sẻ những điều tốt đẹp cho rất nhiều bà con, nhưng mà ngươi quên để ý một điều: trong những cái buổi nói chuyện của ngươi á, đa phần ngươi đứng ngươi nói thôi, chứ dưới ta ngủ hết đâu có ai nghe đâu. Đó là lý do xuống địa ngục. Ở đây ta chỉ xét cái kết quả thôi, không quan trọng ngươi làm gì. Và buổi chiều này buổi rất là tâm linh các anh chị. Biết sao tâm linh không? Cái người mà đứng trên sân khấu đầu buổi này rất dễ xuống địa ngục. Tại sao? Tại đứng đây nói mà dưới ngủ hết thì xuống địa ngục chắc chắn luôn. Và tôi hy vọng đó là gì? Trong buổi chiều ngày hôm nay, sau phần của cưng còn rất nhiều những cái phần cực kỳ là quan trọng. Đó là gì? Mình nghe nói là theo một cái nguyên lý của Đông Y cưng được biết, cưng được học, đó là khí huyết lưu thông, con người khỏe mạnh, đúng không các anh chị? Và cái phần của cưng sẽ chia sẻ cho các anh chị về khí. Thấy tâm linh chưa? Tâm linh cho một cái nữa nè. Tâm linh chưa? Và cưng sẽ chia sẻ về khí. Và cái người chuyên viên về sức khỏe Phúc Vinh sẽ chia sẻ cho cả nhà mình, đó là về huyết, về máu các anh chị. Và chỉ cần ngày hôm nay mình nghiêm túc khí huyết, cơ thể mình khỏe. Và cái phần đặc biệt sau cùng đó là gì? Đó là thầy của cưng, một chuyên viên sức khỏe, và cũng chính là người thầy của rất là nhiều những chuyên viên khác, đó là thầy của cưng, sẽ chia sẻ cho cả nhà mình về đó là giải pháp của rất nhiều những cái bệnh gọi là tự miễn không lây, và trong xã hội ngày hôm nay chúng ta gặp rất nhiều. Vậy thì ngày hôm nay có quan trọng để chúng ta thực sự tỉnh táo, chúng ta thực sự nghiêm túc để ngồi nghe cả buổi chiều ngày hôm nay mà. Mình có cam kết với nhau mà. Cam kết thiệt không? Một tràng pháo tay thể hiện sự cam kết của mình các chị. Cam kết tầm này chắc xong phần thông tin là xong quá. Mình cam kết thiệt không? Một lần nữa thể hiện sự cam kết của mình các chị. Quá tuyệt vời. Và bây giờ là dành cho chính chúng ta một tràng pháo tay các anh chị. Tại sao lại dành tràng pháo tay cho chính bản thân của mình? Cứ nhớ lại những ngày đầu tiên của bản thân mình. Khi mà còn trẻ nhưng mà mình không có bất kỳ một cái kiến thức về sức khỏe các anh chị, không hề có bất kỳ một cái gì luôn. Ngoại trừ những cái dân gian mà ông bà nói, ông bà chỉ thôi, nhưng mà đôi khi mình không có kiến thức, mình cũng không để tâm tới. Và cái ngành mà cưng được học nó cũng phải là một cái ngành gọi là liên quan tới sức khỏe mà cưng được học xây dựng các anh chị. Ba mẹ cho đi học xây nhà, xây sửa
chuẩn, chứ cũng chưa bao giờ xây dựng con người ra làm sao hết, nên mình không biết. Và chính điều đó, còn rất trẻ, mình đã bị rất là nhiều những cái biến cố về sức khỏe. Và trước đây tôi từng bị viêm mũi dị ứng, viêm họng, viêm son rất nhiều. Và những người có chuyên môn đã khuyên cưng mổ, nhưng mà cưng lại sợ, cưng không dám mổ. Cầm dao cầm búa thì không sao, mà ra thấy ta cầm cái kim chích là thấy ớn rồi, mong manh dễ vỡ nên sợ. Và nghĩ là cuộc đời mình chắc phải gắn liền với cái này. Nhưng mà may mắn nhất trong cuộc đời của bản thân cưng đó là khi có một cái cơ duyên biết đến em quên, và biết đến những cái lớp sức khỏe giống như các anh chị ngồi đây ngày hôm nay. Và cưng tham dự rất nhiều những lớp nhỏ nhỏ, lớn lớn. Và bắt đầu từ lúc đó mình có được cái suy nghĩ đúng về việc chăm sóc sức khỏe, giống như sáng nay các chị đã được nghe. Và khi mình hiểu cái nguyên lý của cơ thể của mình, nguyên lý vận hành của cơ thể cái tự khắc, chính từ lúc đó mình có được cái giải pháp cho bản thân và cải thiện sức khỏe của bản thân mình. Và mang những cái điều này về cải thiện sức khỏe cho ba mẹ. Trong khi trước đây mỗi lần ba mẹ bất ổn là thiệt sự lúc đó chỉ có cầu mong những người có chuyên môn hãy dùng hết sức và giúp đỡ thôi. Ngoài ra mình lo thôi, không biết làm gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay tự bản thân thấy cực kỳ hạnh phúc. Tại vì khi mà mình biết, mình hiểu về chính cơ thể của mình, chính cái nguyên lý làm sao cho cơ thể mình khỏe, không những mình khỏe, ba mẹ, anh chị em mình khỏe, và tất cả những người nào mà có cơ duyên gặp mình, họ cũng sẽ được khỏe. Các anh chị có mong muốn điều này không ạ? Và để có được tất cả những điều đó, thật sự là cũng rất là biết ơn những cái lớp học giống như vậy. Và rất là biết ơn những người chuyên viên về sức khỏe, những người thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành từ viện những quốc gia đã cho cưng tất cả những cái điều đó. Và ngày hôm nay được đứng đây giao lưu chia sẻ với cả nhà mình, cái người đầu tiên cưng cảm ơn là trên cái poster đó là anh Nguyễn Thái Cường. Tại chiều nay vì lý do anh không có mặt cưng mới được đứng đây. Và cũng rất là cảm ơn đó là những người chuyên viên sức khỏe, và đặc biệt đó là chủ nhiệm anh Nguyễn Kim Châu cho cưng cơ hội giao lưu chia sẻ với cả nhà mình trong ngày hôm nay. Cưng xin một tràng cảm ơn anh. Và bây giờ nhiệm vụ của cưng là chia sẻ cho cả nhà mình đó là về sức khỏe của hệ hô hấp. Và theo cả nhà mình thì hệ hô hấp có bao giờ mình nghe chưa ạ? Nhưng mà phổi mình đã nghe chưa anh chị? Nghe rồi đúng không? Và cưng rất là cảm giác cái điều này. Đó là trước đây á, khi bản thân của mình á, đa phần là mình sẽ đưa vào cơ thể mình toàn là những cái mình thích không ạ? Các chị nghĩ có đúng không ạ? Và mình thích cái gì là mình đưa vào cái đó. Nhưng mà mình quên một điều, mình quên hỏi cơ thể mình cần cái gì. Đúng không các anh chị? Mình không có hỏi cơ thể mình cần cái gì. Mình thích thịt nướng là mình ăn thịt nướng, mình thích heo quay là mình ăn heo quay, cái gì không thích thậm chí không ăn luôn. Và mình cũng không quan tâm là cơ thể mình có cần cái đó hay không. Nhưng mà từ sáng tới giờ thì cả nhà mình được thấy, được nghe đó là gì? Cơ thể mình cuối cùng cần. Có phải là cơ thể mình cần gì ạ? Cầm cái viết cái nắp màu xanh mà nó ra màu đỏ hay không? Yeah. Có phải là cơ thể mình hằng ngày cơ thể mình đang cần? Đó là cần gì? Cần ăn. Các chị nhớ lại là sáng gì có phải mình ăn không? Và ăn xong rồi làm gì nữa ạ? Ăn xong rồi uống. Rồi, có một cái mà mình làm mỗi phút, mỗi giây, mỗi khắc luôn. Đúng các anh chị là mình làm gì ạ? Mình thở. Đây, mình thở. Có phải là đây là chính những cái mà mình cần không? Và sáng giờ mình đã nghe ăn dinh dưỡng này nọ như thế nào, và từ đây suốt buổi chiều mình sẽ nghe về điều này. Nhưng mà có phải ngày hôm nay các anh chị được quyền chọn thức ăn không? Thức ăn dơ mình có dám ăn không? Không. Vậy thì ngày hôm nay mình có dám uống cái nước uống mà nó bị bẩn không? Vậy ngày hôm nay hai cái này mình chọn được, cái này mình chọn được không? Mình quên chọn điều này. Mình quên chọn điều này, tại vì có chọn chọn uống được, đúng không? Và cũng từng đi ngang những cái khu công nghiệp, thiệt sự mình chịu không nổi. Và cũng không đặt ra một câu hỏi, không hiểu tại sao những người sống nơi đó họ có thể sống được. Có thể họ do quen. Nhưng mà khi cưng được thầy cô chia sẻ một cái điều này, cưng rất là cảm giác các anh chị. Đó là các anh chị thấy là ba thứ này là ba thứ cơ thể rất cần, đúng không? Nói về ăn, theo các anh chị đường quan trọng không? Đường rất quan trọng nha các anh chị. Đường chiếm khoảng 60-65% nhu cầu của cơ thể mình, và đường nuôi não. Thiếu đường là não có vấn đề. Nhưng mà các chị có thấy ai không dùng đường được không? Có không ạ? Những người tiểu đường có dùng đường được không? Không. Vậy thì đặt ra một câu hỏi ngày hôm nay, đường không tốt hay cơ thể mình có vấn đề? Cơ thể có vấn đề. Vậy thì các anh chị thấy nước tốt không?
nước tốt không? Một ngày uống nhiêu nước là đủ ạ? À? À, đâu đó 2 lít, 2 lít rưỡi tùy theo thể trạng cơ thể, cứ 400ml trên 10kg. Vậy nước cần không? Nhưng mà các chị có thấy ai không được uống nước không? Ai ạ? À? Những người liên quan với vấn đề về thận, viêm cầu thận, viêm thận cấp hoặc là thận nước, có uống nước được không? Không, uống nước vô là chuyển viện liền. Vậy thì ngày hôm nay nước không tốt hay cơ thể mình có vấn đề? Cơ thể có vấn đề. Vậy thì ngày hôm nay theo các chị, hít thở là mình hít cái gì? Mình hít không khí. Nói chung là hít không khí, hít oxy. Nhưng mà các chị có nhìn thấy ai mà có oxy để kế bên mà xài không được không? Có không? Từng thấy rất là nhiều người đó là chơi nguyên cái bình oxy chụp lên mũi nè. Ngon không? Xịn không? Mình có thích được điều này không? Trời ơi, không khí sạch, không khí xịn mà không thích trời. Chẳng qua cái hình thức của nó là mình không thích thôi đúng không? Nhưng mà theo các chị, những người đó họ không lấy oxy được mà họ qua đời, họ không tồn tại được theo các chị do oxy có vấn đề hay do cơ thể có vấn đề? Do cơ thể mình có vấn đề các anh chị. Mà mình quên, đôi khi mấy hôm nay cái mình đổ thừa, mình không biết cái mình hay đổ thừa à tại cái này, tại cái này, tại cái này. Mà mình quên một cái đó là chính bên trong của mình nó có vấn đề. Chị nè, một cái mà cưng rất là cảm giác, chị theo các chị cái cơ quan mà chịu trách nhiệm thở nè, nó là cái nào trong cơ thể của mình các anh chị? Cái phổi. Cái phổi. Vậy các anh chị có biết cái phổi nó nằm đâu chưa? Có bao giờ biết chưa? Chưa đúng không? Và từ khi mà tiếp xúc với những lớp sức khỏe, cưng bản thân cưng rất là cảm giác. Cưng cảm giác một điều là bấy lâu nay mình đi học rất nhiều thứ trên cuộc đời này. Thậm chí học một bằng rồi lại muốn học bằng thứ hai. Học rất nhiều cái để chạy đua, để ra ngoài, để mong muốn cuộc sống tốt, để mong muốn tìm được một cái hạnh phúc nào đó bên ngoài. Nhưng mà khi cưng được tiếp xúc với những người thầy, cưng mới nhận ra được một điều. Đôi khi ngồi cầm đi nước uống được, đôi khi ngồi có thể hít thở bình thường được, đó đã là một hạnh phúc. Các anh chị có công nhận điều này không ạ? À, và mình học rất nhiều nhưng mình quên, đó là mình cái cơ bản nhất về chính cơ thể bên trong của mình. Mình quên học, mình quên học mất tiêu đi. Và mình không biết, thậm chí bây giờ hỏi gan, có bao giờ nghe về gan không? À, có một người nói cưng trời gan tao ăn hoài tao thích gan. À, nhưng mà gan đó là gan già, gan heo, còn gan mình thì không biết nằm đâu hết trơn, cũng không biết gì, phổi cũng không biết. Nhưng mà thường các chị sẽ định hình được là phổi nằm đâu ạ? Đâu đó sau lưng nè, đúng không? À, đâu đâu bị ai quýnh cái này mà quýnh cho lòng phổi đi, đúng không? Thì phổi nó nằm ở đâu đó sau lưng, đúng không? Thì cái vị trí lá phổi nó nằm chính ngay sau nguyên cái động mạch phía sau của mình. Vậy thì ngày hôm nay phổi nó chịu vai trò gì nó quan trọng? Và theo các anh chị, phổi nó chịu cái vai trò gì trong cơ thể của mình các anh chị? Hít thở. Và thực sự luôn, phổi sẽ chịu một cái vai trò đó là trao đổi khí trong cơ thể của mình. Trao đổi khí. Trao đổi khí. Và trao đổi khí là sao? Trao đổi khí là cái không khí mà mình hít vào thì mục đích của mình là lấy oxy để nuôi cơ thể và bỏ cái gọi là CO2, cái carbonic đó. Cái này từ hơi chuyên môn, có thể một cô chú, một anh chị nào đó chưa nghe thì mình cũng có cơ hội được nghe. Thì mình bỏ ra ngoài, mình đem vô những cái cần và bỏ ra ngoài những cái không cần. Nhưng mà đặc biệt trong ngày hôm nay thì các anh chị thấy cái thực trạng ngày hôm nay nó không còn như hồi xưa nữa. Thì ngoài cái việc mà trao đổi khí này nè, trao đổi khí này nè, thì mình còn phải làm thêm một cái nhiệm vụ nữa. Các anh chị biết là phổi làm thêm nhiệm vụ gì không ạ? Nó phải làm nhiệm vụ đó là lọc bụi, lọc những cái chất độc hại trong tự nhiên. Có phải ngày hôm nay cuộc sống mình, môi trường nó quá ô nhiễm, nó còn như hồi xưa đúng không? Và nước, một ngày mình uống đâu đó 2 lít, 2 lít rưỡi mà dơ, mình đã không dám uống rồi. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị có bao giờ tìm hiểu xem mình hít bao nhiêu lít một ngày không các anh chị? Mình phải hít 11.000 lít hơn mỗi ngày. Tức là mình phải trao đổi lá phổi mình phải trao đổi hơn 11.000 lít không khí mỗi ngày. Thì có phải ngày hôm nay không khí dơ nó tạo ra một cái áp lực rất lớn cho phổi đúng không? Và chính vì điều này phổi mình bất ổn. Và cứ nhớ lại, à, hồi xưa cứ bất ổn có lý do. Và cứ đã rất nhiều năm bị viêm mũi, viêm son và viêm họng mãn tính mà cứ không biết cách cải thiện nó như thế nào hết. Và phổi cứ ngày xưa cũng yếu, nó dễ bị lạnh. Và khi mà sau này tôi mới hiểu được một điều, à, là do cái quá trình mình làm việc, mình tiếp xúc với cái môi trường nó quá ô nhiễm đi. Và tôi nhớ có một lần tôi thi công xây dựng,
cứ phải làm trong cái xử lý công trình mà công nghiệp có xử lý một cái hố biogas, và sau lần đó là cũng bị viêm rất nặng. Và theo đố các anh chị chứ ai sẽ là người cảm nhận những cái mà không tốt mà ngoài môi trường tốt, tức là người khỏe với người bệnh, người nào cảm nhận tốt hơn các anh chị? Người bệnh cảm nhận tốt hơn. Và bản cân cưng này, viêm mũi dị ứng nghe một chút mùi đó là cưng acid, không biết cái này có ai giống cưng không? Nhiều đúng không ạ? Và ngày hôm nay tôi thấy rất nhiều người đang gặp những cái vấn đề về phổi và đường hô hấp, thậm chí những đứa bé mới sinh ra nó cũng bị. Và có những mũi các anh chị biết là cưng thường xuyên và buổi tối ngủ là cưng không nằm nghiêng được, cưng chỉ nằm thẳng nằm ngửa thôi. Và ai có gia đình rồi sẽ thích một cái này nè, đó là ôm vợ ngủ. Nhưng mà cưng không làm được tại cưng ôm cưng nghẹt mũi. Ở đây có ai thích ôm vợ ngủ không mà cười dữ vậy trời? Có không? Có, mình nói thẳng với nhau đúng không? Nhưng mà nghẹt mũi tôi không được. Tôi hả? Và có những mũi nghiêm trọng hơn là cưng nghẹt cả hai bên các anh chị và phải ngủ ngồi. Ai mà từng nghẹt hai bên mũi cảm giác cực kỳ lớn luôn, đó là uống nước cũng sợ chết. Ai bị sẽ biết uống nước vô nó kỳ dữ lắm, kỳ kìa, và rất sợ chết. Và cưng rất là đắn đo, cưng không biết lý do tại sao. Và bản thân cưng rất sợ đó là mỗi lần chuyển mùa. Có phải là mỗi lần chuyển mùa thì cái người nào mà có vấn đề về hệ hấp mình rất dễ biết đúng không? Hò hèn đôi khi cảm luôn, và cái mũi nó lạnh, thậm chí trời lạnh nó đau, và nhất là mùa Tết rất sợ. Ở đây có ai bị không ta? Hay là thấy người thân mình bị, người xung quanh mình bị có không? Rất nhiều đúng không? Và cưng nhớ lại một lần cưng đi ở trên Đà Lạt, lúc đó hai vợ chồng mới quen nhau thôi, kỷ niệm ở Đà Lạt. Và đi Đà Lạt chơi mà ngay mùa gần Tết nó lạnh cưng chịu không nổi. Nó lạnh kinh khủng khiếp và nó đau cái mũi của mình. Và vợ cưng là Tuấn Anh thì quê ở miền Trung, và dê ngoại là cưng sợ kinh khủng khiếp. Mùa hè nóng quá cái mũi mình nó chịu được nóng, nhưng mà nóng quá nó chịu cô không nổi. Và khi lạnh quá thì nó rất sợ. Vậy thì có phải đâu đó mình nhìn thấy người thân trong gia đình mình rất nhiều người đang gặp cái này không các anh chị? Nhưng mà bấy lâu nay mình quên đó là tìm hiểu căn nguyên lý do tại sao. Tại vì một điều là cái gì nè? Tại vì ngày hôm nay á, cái không khí của mình á, nó không còn như hồi xưa nữa. Ngày hôm nay các anh chị có nghe về từ ô nhiễm không? Ô nhiễm. Có phải là không khí của mình là thực trạng không khí Việt Nam ô nhiễm đang rất là đáng báo động đúng không các anh chị? Tôi nhớ một lần tôi vào Sài Gòn, tôi đi từ xa Bình Chánh vào thì tôi nhìn thấy mù ở trên, tôi tưởng mưa, nhưng mà thật sự đến gần tôi mới biết đó là bụi các anh chị. Đó là bụi. Và chính vì những cái này nè, cơ thể mình bắt buộc phải đưa vô hàng ngày. Và cái nhiệm vụ của phổi á, là làm nó là gì? Là trao đổi khí thôi. Nhưng mà trong ngày hôm nay phải lọc luôn cái bụi nè, thì bắt đầu từ từ sức khỏe phổi nó có vấn đề. Nó có vấn đề. Và phổi mà có vấn đề thì rất nhiều vấn đề khác đến với cơ thể mình. Tại vì sao? Tại vì cơ thể mình nó là một hệ thống nhất, nó không đi riêng không nào hết, đúng không các anh chị? Nó không đi riêng không nào hết. Và khi may mắn cưng có cơ duyên học được một điều, đó là gì? Đó là theo cái nguyên lý đông y á, nó theo cái ngũ hành giống như cánh sao này nè. Và phổi hay là gan hay là tim hay là bao tử hay là thận, đằng sau đó đây là lục phủ, và còn ngũ tạng thì liên quan mật thiết với nhau. Một cái vấn đề không khỏe nó sẽ kéo theo những cái vấn đề khác không khỏe. Giống như đơn giản, ăn chua sẽ biết tốt cho gan, nhưng mà ngặt lại nó hại bao tử. Thì mấy ông này cũng làm việc liên quan với nhau, giống như chiếc xe của mình vậy đó. Có bao giờ mình thay dòng sơn dĩa, mình đi thay cái sơn của mình không thay cái dòng cái dĩa không? Tại vì mình không thay cái đó, khi mà nó hư nó sẽ kéo đi hư một lọt, và cơ thể mình đi chán. Nếu mà ngày hôm nay mình không nghiêm túc với chính cái cơ thể, từng cái cơ quan bộ phận của mình, tất cả những khác chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhưng mà đặc biệt một cái, khi mình thiếu kiến thức, không biết cơ thể mình cần cái gì và nguyên lý vận hành của cơ thể, cái bắt đầu mình chỉ chăm chăm đi điều trị đúng một chỗ. Các anh chị có để ý điều này không? Và ai bị cái gì trị cái đó. Nhưng theo các anh chị, mình chỉ cái này, mình tập trung vào cái này thôi, chỉ mấy ông kia mình đang bỏ bê, ông có cần được nghiêm túc không? Và chính vì mình bỏ bê mấy ông này thì mấy ông này tổn, thì ông này cũng không bao giờ phục hồi được. Nên là ngày hôm nay cái sức khỏe lá phổi là cực kỳ quan trọng. Và trong những cái bệnh mà các anh chị nghe đâu đó là bị ca, bị ung thư các anh chị, thì trong những cái ca, cái ông ca phổi là cái ông nhăn di gặp ông bà nhất. Đúng không? Có phải là tốc độ nhiều khi phát hiện ra thời gian rất ngắn thì gặp ông bà. Tại vì sao? Tại vì
tất cả những cái khác mình có thể nhịn được, nhưng mình không thể nào nhịn thở được. Mình đâu có nhịn thở được quá 5 phút đâu, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay cái sức khỏe lá phổi cực kỳ là quan trọng. Ai muốn một cái sức khỏe của mình tốt thì phải thực sự nghiêm túc về cái sức khỏe lá phổi. Phải thực sự nghiêm túc các anh chị. Trong nhà lại ô nhiễm hơn. Vậy tại sao mình hay sợ ra đường, mình nói không phải đường ô nhiễm quá. Có không, có không? À, có ai sợ ra đường không? Lúc ô nhiễm nói là hôn ra ngoài ô nhiễm lắm. Thôi tôi ở trong nhà, bây giờ lại nói trong nhà ô nhiễm hơn. Một lần nữa nè, ở trong nhà với ngoài cái nào ô nhiễm hơn? Ai nói trong nhà giơ tay kêu. Ai nói ở ngoài? Vậy là ở trong nhà nhiều hơn, đúng không? Và cái điều này không biết các anh chị có nghe đâu mấy anh chị mới nói điều này, nhưng mà khi mà Cưng được biết cái thông tin này, Cưng rất là giật mình. Đó là ở trong với ở ngoài. Ở ngoài thì cái ở trong nhà nè nó ô nhiễm gấp ở trong này nè tầm khoảng 2 đến 5 lần. Cưng nghe Cưng giật mình các anh chị. Hồi nào giờ mình nghĩ là ở ngoài nó phải ô nhiễm hơn, chứ tại sao trong nhà nó ô nhiễm hơn cả. Và khi tôi mới biết một điều, ở ngoài cũng rất ô nhiễm, tại vì khối bụi xe nè, rồi môi trường nè, rồi tất cả những cái của những cái xí nghiệp, những cái nhà máy thải ra ô nhiễm. Nhưng mà đặc biệt một cái là ở bên ngoài nó có cái gì, nó có cái thời gian, tức là thời gian nào cao và thời gian nào thấp điểm. Còn trong nhà mình nó đặc biệt cái nó vô trong nhà mình, nó nằm nó hoài đi đâu được ta. Các anh chị có để ý điều này không? Và nó vô nhà và nó xoáy vòng ở đó đó, nó không đi đâu được hết. Đó là lý do tại sao ở bên ngoài nó lại không ô nhiễm bằng bên trong. Và khi mà cứ biết được những cái từ chuyên môn này, đó là bụi PM 2.5, rồi PM 1 chấm, là những cái này là những cái mà nãy mình nghe trong đoạn clip đó. Thậm chí cái hạt bụi siêu mịn đó, nó nhỏ gấp một bao nhiêu quên này, nó nhỏ gấp 100 mấy chục ngàn lần cái sợi tóc của mình, 25 ngàn lần cái sợi tóc, tức là mình không thể nhìn bằng mặt thường. Và chính cái điều này nó đi vào bên trong. Hồi xưa Cưng có cái thói quen này nè, đó là nhổ lông mũi. Nhưng mà khi sau này Cưng ý thức được thì mình chỉ cắt thôi. Tại sao? Tại chính là những cái mũi này nè, nó là cái mà để chặn những cái hạt bụi PM lớn hơn 2.5. Ở đâu đó mình nghe là có PM 10 rồi đó, PM 10. Thì chính cái cơ thể mình sẽ chặn lại những cái này để đưa cái tốt vào trong cơ thể thôi. Nhưng mà những cái hạt bụi siêu mịn này nè, thì nó sẽ đi vào tới từng cái phế nang trong cơ thể của mình luôn. Và đặc biệt nhất, nó còn những cái hợp chất gọi là chất độc trong chính căn phòng mình. Đơn giản là ví dụ cái này từ chuyên môn nha, VOVC. Đơn giản những cái này nè là cái gì? Đó là những cái hợp chất hữu cơ mà độc hại bay hơi. Giống như vô cái nhà mà mới, các chị sẽ nghe mùi gì ạ? Mùi sơn. Và mùi này dễ chịu không? Cực kỳ khó chịu. Và nếu mà ở trong nhà sắm nguyên bộ đồ gỗ mới, cái mùi gì các chị? Cái mùi mình nghe đâu đó mình gọi là cái mùi bê u. Và cái mùi này nó khó chịu không? Và theo các anh chị có biết những cái người làm gỗ, những cái người làm sơn này sau này sẽ bị bệnh không? Mình biết không? Chính bản thân mình biết. Và ở trong nhà của mình, khi mà Cưng nghe được một cái điều này, Cưng giật mình. Đó là một lần Cưng nghe một người anh là một người rất có học vị ở bên Thái Lan về Việt Nam chia sẻ về sức khỏe của cái lá phổi. Và anh nói có một cái nghiên cứu trong một cái phòng, một cái phòng nó rất là ngột ngạt, nhưng mà bỏ một đứa trẻ vào trong đó, một đứa bé vào trong đó, thì sau khoảng một tiếng đồng hồ mình quay lại cái phòng đó rất trong lành. Cái điều này Cưng nghe mà Cưng giật mình. Các anh chị có biết tại sao trong lành không ạ? Tại vì chính phổi của đứa bé đó, nó là một cái máy lọc chạy bằng cơm và nó lọc sạch cái phòng đó. Nghe ghê không? Và cái điều này tôi mới nhớ lại, có phải hồi xưa các chị để ý, các chị ở trong nhà, cái nhà nào mà mình ở thường ấy, mình không có nghe mùi gì hết. Nhưng mà các chị bỏ cái nhà mình 10 ngày đi, các chị bước vô các chị chịu nổi không? Không. Tại vì những cái hợp chất độc hại trong đó nó rất nhiều, vi khuẩn này nọ nó sinh sôi rất nhiều mà không có ai lọc hết. Nhưng mà mình vô mình ở đi, hai vợ chồng về mở cửa ra vô chồng đóng cửa lại đi, tiếng đồng hồ sau bạn nó tới, nó vô nó chợt cái phòng sẽ trong lành quá. Biết sao trong lành không? Mình lọc hết rồi các anh chị, mình lọc hết rồi đó. Tại cái lá phổi của mình sẽ lọc được những cái này. Và khi mà lọc như vậy thì sao? Thì càng ngày sức khỏe phổi mình sẽ càng đi xuống. Vậy thì ngày hôm nay có phải đặc biệt nhất là mình sống cuộc sống đô thị, đặt nhà họp nhà phố rất nhiều, thì có phải đâu đó ba mẹ mình là người ở nhà nhiều hơn mình đúng không? Trong cháu nhiều hơn đôi khi mình chạy ngoài đường nhiều. Và có phải con mình là những người đang ở nhà rất thường xuyên không các anh chị?
Và chính điều đó nó mang đến những cái thực trạng, những cái vấn nạn về sức khỏe của mình rất nghiêm trọng. Vậy thì ngày hôm nay cái giải pháp nào để cho chúng ta làm được hết tất cả, khắc phục hết tất cả những cái điều này, nó cực kỳ là quan trọng. Nó cực kỳ là quan trọng. Vậy thì có người nói đơn giản, về quê sống, về kiếm một cái chỗ nào đó mà trên vùng núi nào đó, không khí cho nó trong lành đi sống, thì có phải là sức khỏe mình tốt hơn không? Theo các chị có phải không? Đó là cái điều ưu tiên. Nhưng mà ngặt một cái nè, mình đang làm việc ở đây, mình lên thành phố, mình về quê, mình lên núi sống rồi mình làm việc sao? Rồi vấn đề cơm áo gạo tiền mình không biết giải quyết như thế nào. Một số người nói là về quê, ra vùng ngoại ô. Nhưng mà theo các anh chị ngày hôm nay ô nhiễm không khí, ví dụ thành phố đang xả rất nhiều, những cái vùng quê lân cận, có ai còn dám uống nước mưa nữa không các anh chị? Tại nó ô nhiễm không phải tại một chỗ đâu, mây nó bay mà, đúng không? Thì ô nhiễm nó không tại một chỗ mà nó tại rất xa cái chỗ đó cũng đang bị ảnh hưởng. Và chính điều đó ngày hôm nay khó để cho mình có được một cái sức khỏe thực sự là tốt. Vậy thì một câu hỏi đặt ra, vậy thì ngày hôm nay tôi biết nó vậy rồi đó, vậy thì giờ tôi muốn khỏe lên, tôi muốn cải thiện sức khỏe cho tôi và nhà tôi làm gì vậy? Các anh chị có đặt ra câu hỏi này không? Có không? Ai có đâu? Ai có giơ tay, tại vì không có là tôi dừng lại được rồi. Thù cho sợ chơi dừng lại thôi chứ nói gì nữa vậy. Thật sự mình có không các anh chị? Tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị điều này. Vậy thì ngày hôm nay để cho mình có một cái sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe lá phổi tốt, thì mình cần cái gì? Đây, cái đầu tiên nhất, bất kỳ các anh chị muốn cải thiện một cái sức khỏe liên quan tới vấn đề nào đó thì nó có hai điều. Cái điều đầu tiên á, các anh chị phải bỏ được cái thói quen xấu. Thói quen này, cái thói quen nào không tốt thì mình bỏ đi. Vì theo các anh chị, thói quen nào không tốt cho chính lá phổi của mình? Hút thuốc lá, đúng không? Hít vô tình thôi đã cực rồi, đằng này thì còn mang nguyên cái đống chất độc đưa trực tiếp đi trong người nữa, chịu gì nổi trời, đúng không các anh chị? Nhưng mà khi Cưng tìm hiểu cái này Cưng mới giật mình, đó là mình á, cái người mà hút trực tiếp á, nó còn nhẹ hơn cái người mà bị hút bị đầm á các anh chị. Nó là con mình, cháu mình trong nhà. Những cái người mà không muốn hút cũng phải hút thì những người đó nó còn nặng hơn nữa. Vậy thì những cái thói quen không tốt bỏ được không? Được không? Hứa với nhau bỏ không? Hứa với nhau bỏ để có sức khỏe tốt không? Một chàng pháo tay cho chính lời hứa của mình các bạn. Tại vì ngày hôm nay cái sức khỏe của mình chỉ có bản thân mình mới là người chịu trách nhiệm thôi, chứ không bất kỳ một cá nhân, một tổ chức nào đó khác mình chịu trách nhiệm. Các chị có công nhận điều này không? Có công nhận không các chị? Nên mình muốn sức khỏe tốt, cái việc đầu tiên các anh chị nghĩ đến ăn cái gì, uống cái gì, thì cái đó các anh chị phải nghĩ trước. Cái này là thói quen là không tốt, các anh chị dừng lại đi các anh chị. Và một cái này nữa tôi cũng chia sẻ thêm cho các anh chị, đó là cái thói quen tắm đêm. Tắm đêm, ở đây ai thường xuyên tắm đêm ta? Đôi khi cái này kêu bỏ nó rất khó, đúng không? Tại sao? Tại vì giờ cuộc sống, miếng cơm bắt buộc công việc phải dậy mà về không cho tắm đêm sao được trời. Và trước đây tôi để ý á, nghe nói tắm đêm mình như hơi hào hứng hơn, đúng không? Tắm đêm sạch sẽ, thơm tho ráo nước, nghe bộ hào hứng luôn các chị. Và trước đây Cưng thường xuyên tắm đêm và Cưng không biết cái điều tắm đêm nó không tốt cho sức khỏe. Và đến một thời gian sau bắt đầu sức khỏe Cưng có ổn và có cơ duyên Cưng được những người thầy chia sẻ Cưng mới biết. Tắm đêm một thời gian phổi mình nó bị lạnh các chị. Đơn giản hiểu nôm na, phổi nó bị lạnh. Và phổi nó lạnh nó dẫn tới tùm lum vấn đề đó. Và lúc đó Cưng không thể nào đứng sân khấu mà nói chuyện được tầm khoảng 15 phút thôi. Cái cổ nó khu ghen, nó đau lắm. Và hơi mình nó cũng ngắn, mình không kiểm soát được. Nhưng mà sau này khi được thầy chỉ nếu được đừng tắm đêm, và đã một thời gian mấy tháng rồi gần đây Cưng không tắm đêm được. Tối về chỉ rửa những cái gì cần rửa thôi. Mỗi một người có cái cần rửa riêng trời. Nhớ nha, rửa những cái cần rửa và đi ngủ và sáng tắm sớm. Còn nếu mà tắm đêm là bao nhiêu giờ là đêm thì đâu đó khoảng 18 giờ tối trở đi là đêm. Nhưng mà Cưng chẳng đã kẹt quá tắm thì mình làm sao? Có cách tắm. Và cách này không những Cưng áp dụng cho đêm mà Cưng áp dụng cho cả ban ngày. Bất kỳ lúc nào Cưng tắm, Cưng cũng tập và Cưng thấy nó cực kỳ hiệu quả. Và ngày hôm nay đến chia sẻ lại cho cả nhà mình cái cách này, để cho bất kỳ một người nào
trong hội trường của chúng ta, đặc biệt là những người lớn tuổi, áp dụng được cái này sức khỏe sẽ tốt và ngăn ngừa được rất nhiều những cái biến cố không tốt nó đến với mình. Vậy tắm sao? Cái việc đầu tiên trước khi tắm, các anh chị nên uống một ly nước thì các anh chị. Và tiếp theo vào phòng tắm, các anh chị tắm nước nào thì các anh chị ngậm nước đó vào trong miệng. Tắm nước ấm thì ngậm nước ấm và tắm nước lạnh thì ngậm nước lạnh. Và ngậm trong miệng và bắt đầu xối từ chân lên. Xối từ chân lên tới ngang tầm ngực của mình, các anh chị nhúng cái tay vào trong nước á, hít một hơi, giữ hơi lại và vỗ nhẹ vô ngực. Vỗ 3-4 cái. Và cái tay nếu mà còn lòn được sau lưng thì vỗ nhẹ lên cái lưng 3-4 cái và giữ hơi đó. Và xối lên vùng ngực, vùng đầu. Và mỗi lần muốn xối lên vùng ngực, vùng đầu là phải hít, giữ hơi lại. Và giữ cái nước trong miệng đó, tới lúc nào thay đồ rồi thì thả ra. Thì tự khắc các anh chị sẽ thấy mình tắm ngày hôm nay mình không có lạnh giống như bình thường. Và nó sẽ hạn chế tối đa hàn khí đưa vào cơ thể của mình, tức là những cái không khí lạnh nó nhập vào bên trong. Các anh chị có nhớ điều này không? Và đây là món quà muốn tặng cho các anh chị, đặc biệt những người lớn tuổi trong nhà của mình nên tập theo. Và tất cả những người trong nhà tôi ngày nay đều tập theo cách này. Thì nó sẽ hạn chế tối đa những cái đó. Rồi, bắt đầu cái thứ tiếp theo, mình mới nghĩ tới cái việc là cái giải pháp. Cái giải pháp, vậy thì ngày hôm nay giải pháp là gì? Mình không thể nào né được tất cả những cái này thì giải pháp làm sao? Và gần đây tôi tìm hiểu trên mạng, tôi thấy ở Việt Nam mình hiện tại đang có bán một cái sản phẩm, đó là, các chị biết cái gì không ạ? Máy lọc, ai nói máy lọc, chúng ta có cái khác. Không khí sạch ống chai. Có bao giờ các chị nghe điều này chưa? Chưa không? Một lát tôi sẽ giải thích cho các chị coi sản phẩm này sạch trước chứ bằng phạt. Mà một cái sản phẩm đó, không khí đóng chai của Nhật Bình nha, lấy từ những cái khu rừng nguyên sinh đó, đóng chai về và bán ở tại Việt Nam. Chai đâu có mấy trăm ml, mấy trăm ngàn. Và cái rất là Nhật Bình. Tại vì sao? Tại vì ai cũng biết cái chất lượng về không khí nó cực kỳ là quan trọng. Vậy thì cái giải pháp này nó có hai cái. Một cái là chủ động. Chủ động. Chủ động thì là sao? Chủ động là những cái dinh dưỡng nào đó đưa vào cơ thể để phục hồi từ cái đó. Một lát nữa tới phần máu các chị sẽ nghe được điều này. Tạo máu tốt, tự khắc sức khỏe tốt. Và một cái thứ hai đó là cái bị động. Cái bị động là cái mà mình không có thể nào chủ động được, đó là hít thở. Mình có bao giờ chọn được không khí không? Không. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao để cái bị động này nè, mình có thể chủ động được, nó rất là quan trọng. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các chị một cái cảm nhận của tôi. Và bản thân tôi cảm giác rất là may mắn. May mắn sao? May mắn khi tôi biết đó là cái máy lọc không khí, các chị nhìn thấy máy lọc không khí. Và cái ngày đầu tiên á, khi mà tôi nghe máy lọc không khí, tôi cũng chưa dự định là tôi sẽ sở hữu cái này đâu. Tại một sản phẩm máy lọc không khí đâu đó hơn 15 triệu, với bản thân tôi đó là một cái số tiền không nhỏ chút nào. Có phải đây với rất nhiều người đó cũng là một số tiền không nhỏ đúng không các anh chị? Nhưng mà khi tôi nghe những người thầy, những người anh phân tích, và khi tôi học qua nhiều lớp, bắt đầu tôi ý thức được sức khỏe của mình. Những người anh nói với mình một điều: ngày hôm nay mình mãi mê chạy đi ra ngoài để kiếm tiền, để kiếm tiền và tìm cái hạnh phúc bên ngoài, mà mình quên đi một điều: đôi khi cái hạnh phúc đơn giản nhất đó là bản thân mình khỏe và từng người thân trong gia đình mình được khỏe, các anh chị. Và từ lúc đó bắt đầu tôi nghi thức. Và khi mà tôi nhìn thấy được những cái cách mà các anh chị làm cho tôi coi những cái minh chứng cái máy lọc này nó hiệu quả nó như thế nào. Tại lúc đó tôi cũng tìm hiểu rất nhiều những bên ngoài có máy lọc. Và Việt Nam mình ngày hôm nay bán rất nhiều máy lọc bên ngoài nha các anh chị. Vậy là có phải thị trường Việt Nam đang rất hot về máy lọc không? Tại vì chất lượng không khí ô nhiễm nên là rất nhiều hãng máy lọc đã về Việt Nam. Vậy thì tại sao ngày hôm nay phải chọn ông này ta? Thì cái lúc mà cưng nhìn xem ở cái cách anh nhìn làm cho mình cái minh chứng, bị thuyết phục các anh chị, bản thân cưng lúc đó bị thuyết phục. Và khi mà cưng nhìn xem, anh cho cưng xem đó là những cái tiêu chuẩn để đánh giá một cái sản phẩm, thì chính thức lúc đó cưng bị thuyết phục hoàn toàn. Và khi bản thân cưng trải nghiệm cái này, cưng sẽ chia sẻ lại cho các anh chị. Đó là trước đây cưng cũng có cải thiện dinh dưỡng, bắt đầu nó cũng đỡ, có thể ngủ nằm ngửa được, nhưng mà nghiêng vẫn chưa được. Nhưng mà từ cái lúc mà sở hữu máy lọc không khí á, thì cái lúc đó về tự khắc vào phòng ngủ là mình thấy nó nhẹ nhàng và mình ngủ nó không có bị nghẹt mũi tới bây giờ. Và đặc biệt một cái nữa, trong phòng của cưng, cái phòng nó bị ẩm, nó ẩm dưới chân đó các anh chị. Về nhà đi làm về mà mở vô mình nghe cái mùi nó rất nồng và rất khó chịu. Và đặc biệt trong nhà cưng có một bạn, đó là em trai, bạn hút thuốc giống như vì đam mê gì đó. Và cưng thì không chịu được mùi thuốc lá. Và trên trần cái phòng đó nó có cái thông nhau, thậm chí đồ quần áo trong phòng của mình nó cũng có mùi thuốc lá. Và cưng chịu không nổi. Và bản thân cưng nhớ cái lúc đó cưng đi làm bên ngoài thì về cái mùi cơ thể của mình á,
là mẹ bước vào phòng mẹ chịu không được. Mẹ nói cái mùi này cứ nghe sao nó kỳ quá. Nhưng mà từ lúc có cái máy lọc thì bắt đầu trong phòng không còn bất kỳ cái mùi gì hết. Và mùi thuốc lá là không, và vợ tôi rất thích, về là thoải mái bay lên là nằm ngủ thôi. Và khi mà cứ nghe nhiều câu chuyện của nhiều cô chú, nhiều anh chị thông qua máy lọc, niềm tin của mình rất lớn kèm theo cái trải nghiệm của mình. Có một người chị rất là thương mẹ nha, nhưng mà đặc biệt người lớn tuổi sẽ có một cái mùi. Các chị có để ý điều này không? Tôi tin các anh chị ai cũng nhận ra điều này. Và dù rất thương mẹ nhưng mà chị bị viêm mũi, chị không có chịu được cái mùi, nên là chị không có gần với mẹ nhiều. Và khi biết chị máy lọc, chị mới đầu chị nghĩ là đem máy lọc qua cho mẹ khỏe thôi. Nhưng mà khi đem máy lọc qua thời gian, các chị qua, chị vào phòng, chị thấy sao cái phòng của mẹ nó trong lành quá vậy ta. Thì lúc này bắt đầu, lúc đó chị mới yêu cái máy lọc hơn. Và Cưng hay nói cái máy lọc này là cái máy lọc mà có thể gắn kết tình mẹ con. Và rất là nhiều những cái hình ảnh của nhiều cô chú, nhiều anh chị đã trải nghiệm tốt máy lọc không kia. Và cái này khi mà Cưng được biết nữa là gì? Nó lọc đến những cái bụi mà siêu mịn tới 0.0024. Con số mình nghe mình không hình dung được đúng không? Tức là nó nhỏ gấp một phần mà 20 mấy ngàn cái sợi tóc mà mắt mình không nhìn thấy được luôn. Và cái mùa Covid vừa đi qua thì những cái con Covid kích thước nó có kích thước, thì máy lọc này đều lọc sạch sẽ hết cái đó. Thì cái này cũng thấy à, đây là một giải pháp cho mình. Và anh nói ngày hôm nay thay vì em đi làm em kiếm tiền để một lúc nào đó em quay về em chữa lại cái sức khỏe của em, thì đôi khi mình dành cả số tiền cả đời mình nỗ lực, đôi khi về không lấy lại được sức khỏe. Các chị có công nhận không? Có nhiều người thậm chí không những vậy mà còn phải đi vay mượn và để lại một đống nợ rất lớn cho con cái của mình rồi mình ra đi. Và cái điều đó không cam tâm. Cưng ngạn này cưng thấy cưng quá trẻ, và cưng nhìn thấy nhiều người trẻ thì cưng sợ, và cưng sợ hổ cho mình. Và khi cưng nghe câu chuyện này, có một người anh kể cho cưng một câu chuyện. Đó là một cậu bé mù. Và cái cậu bé này nè, một hôm đi qua nhà bạn chơi thì nó là trễ giờ, và về nhà thì bắt đầu người bạn mới tặng cho cái đèn cày đem về. Cái ông nói trời, tôi đi bấy lâu nay ban ngày ban đêm đều nếu được mắt mới gì cầm cái đèn chi. Cái người bạn nó phân tích á là cái đèn này nè để giúp cho người khác nhìn thấy anh không có đâm vô anh này thấy có lý. Và khi anh cầm cái đèn là anh linh anh đi, và anh đi rất là sảng khoái, đi tự nhiên đụng cái đùng và anh té. Anh nói quạo, wow. Anh nói bổ đuôi hay sao mà không thấy cái đèn trên tay của tôi. Anh chửi người khác. Và cái anh kia mới bật cười, anh mới nói anh ơi cái đèn của anh nó tắt lâu lắm rồi mà anh không có hay. Và thông qua câu chuyện này, cái thân cưng nhận ra được điều gì? Đó là khi cái khả năng của cơ thể mình, cái nội tại bên trong mình, nó có một cái khả năng rất đặc biệt, rất tuyệt vời. Giống như sáng giờ mình nghe, có thể tự chữa cho cơ thể của mình. Và bản thân của anh này không cần đèn anh vẫn đi thoải mái biết bao lâu nay rồi. Nhưng mà ngày hôm nay vì trông cậy vào một cái gì đó bên ngoài mà mình quên đi cái nội tại bên trong, bắt đầu cơ thể mình có vấn đề. Nhiều người nó là thôi trời ơi làm đi, chừng nào tới đâu tính tới đó, trời ơi ra ngoài nhóc chỗ đi chăm sóc cho tôi mà. Nhưng mà nếu các chị nghiêm túc tìm hiểu, ngày hôm nay thay cái lá phổi không đơn giản chút nào các anh chị. Ở nước ngoài đâu đó là phải gần $1,000,000, 20 mấy tỷ. Nhưng phải có phổi là thay, là phổi người chứ phải phổi heo. Đúng không? Có phải mua cái có cá rổ. Và ở Việt Nam mình cũng đó là vài tỷ các anh chị. Tùy theo cái gì kêu là gì? Hàng cái gì? Tiền nào của đó, đúng rồi, tiền nào của đó. Đó, vậy thì cái việc ngày hôm nay quan tâm sức khỏe cho mình và bản thân người thân mình rất là quan trọng. Và ngày hôm nay Cưng sẽ chia sẻ lại tất cả những gì mà Cưng được nhìn thấy, nghe thấy về cái máy lọc cho các anh chị, để cả nhà mình có một cái lựa chọn về một cái sản phẩm chăm sóc được cái môi trường sạch, cái sức khỏe sạch cho cả nhà mình được không các anh chị? Dạ. Trước tiên Cưng sẽ cho các anh chị xem một cái này. Trên tay Cưng là một cái thiết bị đo về chất lượng không khí. Mở lên chiếc băng. Sao lại nó lên mà giờ nó không lên rồi? Lẽ nào tâm linh đến vậy sao? Thắp điện không? Thắp điện thiệt à? Dạ. Cũng hơi tâm linh nhưng mà không sao. Các anh chị về liên hệ với người mời mình đến để cho mình xem được cái minh họa cái máy lọc này. Và khi cứ nhìn thấy cái máy lọc cưng giật mình đó là gì? Khi mà cứ bật khối nhang lên thì khối nhang bây giờ nó cứ ô nhiễm nha các anh chị.
mình đốt có phải thấy trong nhà mình đen thui không? Và khói nhang này chính là cái mà nó làm cho mình bất ổn từ bên trong. Và có phải là khi mà bây giờ mình vô chùa và đốt khói nhang thì mình ngợp không? Ngợp không? Cực kỳ ngợp. Và bây giờ thậm chí chùa cũng không cho đốt nữa. Và cái này nó rất độc. Và khi mà cứ nhìn người anh mình làm cho mình một cái, đó là trên cái sản phẩm trên máy này nè, cứ giật mình. Đó là sao? Đó là nó sẽ giải quyết hết những cái vấn đề đó. Có rồi các anh chị, dành cho lãnh đạo Tiến mình một tràng pháo tay nha các anh chị. Ok, hay quá. Hai ba cái luôn, tới chừng có hai ba cái luôn. Rồi, và để trên tay kia có nhang nè, hôm nay đốt nhang. Miếng camera nó có quay dính kia luôn nè. Rồi, thì nhang này độc không? Độc đây. Nó nằm đây luôn này. Và đốt nhanh nha. Cho các anh chị xem. Trong này có bao nhiêu người mình chưa được bao giờ xem về máy lọc không khí các anh chị? Có nhiều không ạ? Ok, hôm nay các anh chị sẽ được xem nha. Rồi. Nó dễ quay. Cho các anh chị xem. Đúng cái này bịt mũi dữ hả? Thấy độc chưa? Nhìn phải thích. Đây, để em xà ra. Và các anh chị nhìn thay mặt cho cái máy của mình. Nó sẽ có một cái thiết bị cảm biến cái này. Và nó nhảy lên. Đó, nó lên hàng trăm rồi đó. Đó, và nó lên đỏ luôn rồi. Nó lên vài ngàn luôn. Và cái tiêu chuẩn này bụi bên đó lên vài trăm nè. Đó, những cái chất độc mà dễ bay hơi này nọ nó cũng có hiện lên luôn. Và nó lên rất cao. Đây. Cực kỳ cao. Đặc biệt nhất là những cái chất độc mà có mùi nghe này không? Có mùi nghe này đấy. Những cái chất độc mà hại cho mình á, nó ra đây. Nó nhưng mà khi bật máy lọc lên, đây cần bật máy lọc lên. Rồi các chị thấy nè, để này phía trước nhưng mà bật máy lọc đằng sau này, thì nó giảm xuống rất là nhanh, cực kỳ tốc độ luôn. Và cái này trong cái phòng diện tích càng ưu việt, tức là sao? Máy lọc này sẽ lọc tốt nhất trong cái phòng khoảng 20 m². Nếu mà lớn hơn thì các anh chị hãy cho nó gần mình. Đó, thì các anh chị có phải là thấy nó tốc độ xuống nó rất nhanh không? Và những cái hợp chất bị ô nhiễm, hợp chất bay hơi bắt đầu nó giảm xuống, nó còn vàng. Vàng. Và những cái tiêu chuẩn bụi bắt đầu nó xuống nhỏ hết. Đây. Rồi, tất cả những cái điều này nó đều xuống. Và chính cái điều này nè, nó sẽ chăm sóc tốt sức khỏe cho mình. Và hồi nãy khi mà cái máy cưng mang đi á, là cưng bỏ vô trong phòng cưng có cái máy lọc, cưng bỏ trên nệm, cưng sạc nó, không biết sao nó vô pin. Cưng mở lên thì cưng thấy trong phòng mình nó để là 4 con số 111. Có lúc nó trả về 000, là cưng mới biết trời ơi, thì chất lượng không khí trong phòng mình nó rất sạch. Và các chị nhìn thấy những cái tiêu chuẩn về những cái hạt bụi, những hạt bụi siêu mịn nè, những cái hạt bụi mịn nó đều về, đó là những cái chỉ số mà dưới 5 hết. Và tất cả những chỉ số này dưới 5 nó chỉ có trên những khu rừng nguyên sinh thôi các anh chị. Dưới 10 đó là ở trên những cái ngọn núi của những cái quốc gia mà gọi là sạch đó, ví dụ New Zealand hoặc là Úc, trong những cái rừng nguyên sinh. Nhưng bây giờ nó trả về 1 và thậm chí các chị nhìn thấy nó về 0 luôn, đúng không? Nó về 0 luôn. Và đây là một cái giải pháp. Cảm ơn các rất là nhiều. Và còn khi mà cứ nhìn được cái điều này, nó thuyết phục cưng gần như tuyệt đối các anh chị. Nhờ IT cho xem một cái chứng nhận, đó là cái gì? Của cái Hiệp hội Dị ứng Anh Quốc Allergy UK, các chị nhìn thấy ở trên màn dán luôn. Và lúc cưng sở hữu cái máy thì có nhiều người nói với cưng như này: trời ơi, cái này ai muốn dán mà không được. Thậm chí ngày hôm nay như nó em quay lớn, em quay có tiền mà mua để dán lên cũng được. Vậy theo các chị bên ngoài có nhiều tổ chức họ có tiền không? Cực kỳ nhiều, cứ nghĩ đơn giản. Có tiền thì ai cũng có, nhưng mà mấy ai được dán lên mới quan trọng. Và khi cưng tìm hiểu mới biết đây là một cái hiệp hội mà để thống kê những cái chất gây dị ứng cho con người. Và chỉ cung cấp, tức là cái hiệp hội này bây giờ có bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được. Thì cái hiệp hội này chứng nhận cho cái máy mình như thế nào? Tôi sẽ nhờ IT làm cho các anh chị xem. Anh có thấy
Rồi đây. Amplify gì đó, tiếng Anh tôi không giỏi, tôi biết nó biết tôi chứ tôi không biết nó. Thì chính nó là gì? Đó là thiết bị làm không khí. Rồi. Rồi đây, thiết bị làm không khí thì nó nhiều lắm, cực kỳ nhiều nha các anh chị. Quay lên để coi nó làm được cái gì. Và những cái này đâu đó mình nhìn thấy nó bán tại Việt Nam luôn. Rồi, đúng rồi. Đây là vi khuẩn nè, tại cứ nhìn nhiều cứ biết. Bacteria gì đó, đó là con vi khuẩn. Vậy thì xem thiết bị nào lọc được vi khuẩn thì mình nhìn thấy những cái thiết bị trên màn hình là những cái thiết bị lọc được vi khuẩn. Và rất nhiều những thương hiệu đang được bán tại những trung tâm điện máy tại Việt Nam mình luôn. Và trong này có 3 sản phẩm cùng tên thương hiệu Atmosphere, đó là của Quay, đó là cái này nè, là cái bự, nó bự đâu ngang này của cưng, chưa có ở Việt Nam. Và cái mà trên bàn các chị nhìn thấy đó là cái này nè, Atmosphere Mini. Còn một cái nữa ở trên xe hơi cũng chưa có Việt Nam. Rồi tiếp theo cho thêm lập thêm cái gì đó khác đi. Cho thêm cái virus đi, virus, cho thêm một cái nữa virus. Và đặc biệt có phải là mình đang rất sợ virus không các chị? Tại virus không có thuốc nào để trị hết. Và cái Covid vừa rồi nó tổn hại mình quá nhiều thì mình cho cái virus thì mình xem còn bao nhiêu cái. 1 2 3 4 5. 5 thiết bị này lọc được virus thôi các anh chị. Rồi, tiếp theo. Nhưng mà khi mà các anh chị đi tìm hiểu ra bên ngoài rất có nha. Thì các chị nhìn về giá các anh chị sẽ giật mình. Tức là cùng lọc được virus nhưng mà giá cả nó sẽ rất khác. Rồi, tiếp theo một cái ví dụ khói thuốc lá. Rồi, cái khói thuốc lá là cái cực kỳ hại tới phổi này. Thì cái khói thuốc lá thì chỉ duy nhất hai sản phẩm của mình làm được điều này. Và rất nhiều những cái mùi dị ứng khác, những cái hợp chất bay hơi và những cái không tốt trong nhà của mình. Và đây Cưng hay nói vui đó là Cưng đang sở hữu một cái máy số 1 thế giới. Vì không lọc, nó lọc sạch những cái khói thuốc lá, những cái không tốt cho mình. Và cái máy được chứng nhận đó là lọc hơn đâu đó 300 những cái chất không tốt, những cái chất gây hại cho cơ thể của mình các anh chị. Còn gì nữa không? Hết rồi ha. Thêm cái gì vô thì nó cũng có hai ông đó thôi ta. Vậy thì có phải là ngày hôm nay cái sự lựa chọn, mình đồng nghĩa mình có tài chính, mình muốn mua gì cũng được. Nhưng mà tìm hiểu thông tin về sự lựa chọn, cái đáng mua nó quan trọng đúng không các anh chị? Và cứ nghe được cái điều này mà cứ quyết định nè. Bên ngoài sẽ rất nhiều những cái mà có một người cô mà hôm nay cô không có đây. Nhà cô nói cô cũng đang xài một cái sản phẩm máy lọc khác. Cô nói trời ơi, máy lọc bán đầy có bao nhiêu đâu, mua cái này chi đâu, tới mười mấy triệu. Trong khi bên ngoài có những cái 20 mấy 30 mấy triệu, những cái anh chị thấy này. Cái bắt đầu Cưng mới nói, Cưng nói ngay cái câu mà người anh từng hỏi Cưng, hỏi Cưng: nếu mà ngày hôm nay em mua cái mùng cho con em á, cái mùng chống mũi, nhưng mà ra ngoài chợ cái bà bán mùng bà nói bây giờ còn cái mùng mà để mình làm một cái lưới đánh cá mà nó ghẹ, em mua không? Thì em đơn giản nó mua làm gì trời, các anh chị mua không hả? Mua mùng chống mũi cho con mà cái lưới nó như cái lỗ lưới đánh cá mình mua không? Tại sao? Tại vì mũi vô và chích con mình không mua, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay đặt ra một câu hỏi rất là quan trọng. Vậy thì ngày hôm nay nó có giá trị rẻ thiệt đó, nhưng mà nếu nó không đáp ứng cái mình cần thì mua nó về làm cái gì? Muốn trang trí mua cái nào cũng được, nhưng mà muốn đáp ứng những cái nhu cầu mà ngày hôm nay sức khỏe mình cần thì hãy biết lựa cái mà mua được không các anh chị? Và đó là những cái thông tin mà Cưng được nghe và Cưng rất là cảm giác với những điều đó. Và ngày hôm nay mình cảm nhận tốt về điều này và mong muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, để ngày hôm nay sau cái buổi này ai cũng có cho mình một cái sự lựa chọn để có một cái giải pháp sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa khỏe, được không các chị? Và giờ cũng hết rồi. Bao nhiêu đó là những cái mà ngày hôm nay muốn mang đến cho các chị. Và ngay sau phần chia sẻ của Cưng thì còn cực kỳ quan trọng hơn, đó là gì? Đó là về vai trò cũng như là tầm quan trọng của máu trong cơ thể của mình. Hồi nào giờ mình biết trong người mình có máu, đứt tay chảy máu, nhưng mình có bao giờ mình tự ngồi lại để mình tìm xem vai trò của máu là gì chưa ạ? Chưa đúng không? Có chưa các anh chị? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe. Và khi các anh chị biết điều này, các anh chị sẽ giải quyết hết tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của mình, đặc biệt là về sức khỏe. Nhưng mà trước khi người chuyên viên lên sân khấu thì các anh chị phối hợp với Cưng một điều để làm gì cho buổi chiều ngày hôm nay mình hưng phấn được không? Chứ giờ Cưng thấy Cưng nói là hết ai trả lời được không? Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.